Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có chiếc Xiaomi Mi 4. Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái bản ROM hiện nay mình đang sử dụng. Như mọi người đã biết, Mi 4 mặc định sẽ không có Google Play Store. Và thứ hai là nó sẽ không có tiếng Việt mà chỉ có tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Tuy nhiên chiếc máy của mình đã có đầy đủ Play Store, mình có đầy đủ các ngôn ngữ tiếng Việt và nó lại còn không bị lỗi phông chữ tiếng Việt của mình ở đây khá là đẹp. Vậy thì để làm sao có được như vậy, mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Bản ROM này của mình là một bản lập trình viên, thế nên nó sẽ có đủ thứ tiếng trên toàn cầu. Các bạn sẽ truy cập vào phần ngôn ngữ và phương thức nhập. Bạn thấy hiện nay, ngoài tiếng Việt ra, mình có như tiếng Tây, tiếng Ta, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ấn Độ đó. Và anh ta có thể thoải mái lựa chọn những cái ngôn ngữ như thế này. Và ở đây mình có dịch vụ CH Play luôn. Các bạn có thể vào download gọi game và ứng dụng hoàn toàn bình thường, có đầy đủ dịch vụ chúng ta. Và thêm một đặc điểm nữa là bản ROM này gần như là rất sạch. Sạch tức nghĩa là nó đã bỏ đi phần lớn các app rác đến từ Trung Quốc, chỉ để lại những gì đặc trưng của MIUI không thể thiếu, như là khả năng thay đổi theme, một vài công cụ này, chúng ta có tính năng điều khiển từ xa, thời tiết v.v. Còn lại những cái gì rác trong cái nội địa Trung Quốc đã bị xóa sạch trên cái bản ROM này. Đây là một điều khá tuyệt vời. Vậy thì làm sao để có thể làm được như vậy? Cách app ROM của MIUI là một trong những cái điểm cộng lớn của họ khi mà chúng ta không cần phải làm quá nhiều. Các bạn sẽ mở cho mình cái phần công cụ, sau đó chọn đến phần cập nhật. Và nếu mà để tiếng Anh, nó sẽ là cái dòng update. Sau khi mà các bạn mở cái này lên, chúng ta sẽ chọn vào cái dấu 3 chấm ở góc phải này. Sau đó các bạn lựa chọn đến cái dòng, đó là chọn gói cập nhật. Ở đây nó sẽ tự đưa chúng ta vào phần bộ nhớ trong quản lý file. Sau đó các bạn lựa chọn cái bản ROM mà chúng ta đã download về. Sau đó nó sẽ thông báo là đang cập nhật. Và bắt đầu nó cứ thế nó chạy thôi. Như vậy là các bạn thấy là thao tác làm điều này vô cùng là dễ dàng. Các bạn không cần phải cài recovery bên thứ ba, không cần phải root máy, không cần phải cắm vô máy tính để làm gì, chạy cái nào cho mất thời gian. Các bạn chỉ việc tải file về, tải trực tiếp trên điện thoại hay tải trên máy tính tùy theo các bạn. Và như thế là nó sẽ tự cập nhật cho đến khi nó reboot lại, nó chúng ta sẽ có đầy đủ tiếng Việt, chúng ta có đầy đủ dịch vụ Google Play. Và đặc biệt nữa là bản ROM này mình thông báo cho các bạn luôn, nó sẽ có thêm nhiều tính năng. Trong đó đáng kể nhất đó là phần camera. Với bản ROM developer này, chúng ta sẽ có camera phơi sáng được lên tới 32 giây. Trong khi đấy bản ROM stock update của mình thì ban đầu chỉ phơi sáng được 1 cho đến 2 giây là bản update tiếp theo. Nhưng riêng cái này các bạn đã phơi sáng được lên tới 32 giây rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Như vậy là bản developer này sẽ mở rộng thêm tính năng. Các bạn có thể chụp trước lấy nét sau, làm mịn da, chụp theo phương cái gì vậy đó. Nói chung là bản developer đem lại nhiều tùy chọn, nhiều tính năng mở rộng mà chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy thích thú hơn so với bản ROM stock. Và nếu mà các bạn hỏi về độ ổn định thì bản ROM này hoàn toàn ổn định, mình sử dụng rồi. Mình thấy nó không có bất kỳ một vấn đề gì. Quá là tuyệt vời. Và nó có thể kích hoạt chúng ta được cái chế độ tối hóa bộ nhớ RAM của máy, khiến cho chúng ta có thể thoải mái chạy đa nhiệm, không bao giờ có hiện tượng lót lại game và ứng dụng như những bài speed test của mình nữa. Đấy là những điều tuyệt vời có trong cái bản ROM này. Vậy thì bản ROM đấy download ở đâu thì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Đường link tải bản ROM dành cho chiếc Xiaomi Mi 4 mình để ở bên dưới. Các bạn sẽ truy cập vào một cái forum của ROM MIUI nước ngoài. Ở đây nó không chỉ dành riêng cho Mi 4 mà có rất nhiều máy hỗ trợ MIUI V6, tất cả các máy của Xiaomi và một số máy của bên thứ ba. Thì quan trọng là khi mà vào link download, các bạn thấy là nó toàn cái tên mã Secro hay cái gì. Vậy thì làm sao biết được? Thì ở đây mình có một cái đường link và mình ghi cả dưới mục about của video cho các bạn biết là tên thiết bị nào tương đương với mã nào. Ví dụ Mi 4 của mình thì tên như thế này ở trong link download, ví dụ Mi 3 thì tên như thế này, Mi Note Pro tên như thế này, vân vân. Các bạn có thể đủ chọn đúng tên và chọn phiên bản mới nhất các bạn tải về cho vào máy và update đúng những gì mình vừa làm. Thì cái này các cửa hàng cũng sẽ làm được, và nếu các bạn yên tâm hơn có thể đến cửa hàng Mobile City 120 Thái Hà để mua máy. Tại Mobile City sẽ hỗ trợ cho bạn cài đặt luôn cái bản ROM này, các bạn cứ thế thoải mái về nhà mà phang. Và bản ROM này cứ cũng có update đều đặn, không khác gì so với bản chính thức của Xiaomi, thế nên chúng ta cứ OTA và lên thoải mái thôi. Điều mình thích nhất là ROM Xiaomi thì cứ thế up rất là dễ dàng, không hề sợ gặp lỗi hay vấn đề gì hết. Cảm ơn Mobile City một lần nữa vì đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện video này. Các bạn muốn mua Xiaomi Mi 14 đừng quên truy cập website mobilecity.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.